Nam mô Thánh Vương Thiện Trụ Tam Bảo Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật Tát Na Đại Chứng Minh. Tam chú danh hương viên đàn vị quê phẩm nhũ du phạm vạn phương ư tư lãnh sơn trung ai nại tùy gia thất nội kiết tường vẫn như tam cai thoại khỉ dị di đại lùng thù cả tam thiên kiêu nhất chu năng quân tiền cũng thanh ca điều ngữ thứ cũng ma tịnh độ linh sơn pháp hội chư đại bồ tát chư hiền thánh tăng ư tư thời tất cựu Việt Nam quốc Nga Bình Dương tỉnh Dĩ An thành phố Dĩ An vượng cư cung tự gia cư hiệp toàn gia trai dù tu thiên trái nghi kỳ siêu sự phục vị quá vang thần thức chân linh lão ông cố thanh lê văn trừ hưởng thọ trần thế thất thập tử tuế vạn ứ nhâm dần niên lũng ngọt nhị thập tam nhật kiết thời tạ thế quy dung nguyện chân linh lai đạo Phật tiền thỉnh pháp văn kinh phiền não đoạn diệt nghiệp chân tiêu trừ tóc thoát mê đồ vạn sanh tịnh độ. Phổ nguyện hướng sông đành bao giới định nguyện hướng giải thoát trí kiến quy khôn lượng ngào ngạo khắp muôn phương thanh tịnh tâm hương. Đệ tử nguyện cúng dường Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát, Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát, Nam Mô Hương Cung Dường Bồ Tát Ma Tát. Phật thân thanh tịnh tạ lưu lý Phật diện vô như mãn nguyệt uy Phật trụ thế gian thường cứu khổ Phật tâm vô sư bất ngờ từ bi nhất tâm đanh lê Liên Hoa Đại Thượng Bách Bảo Quang Trung Tam Thập Nhị Tướng Chi Năng Nhân Bác Thập Chủng Hảo Chi Đại Giác Quá hiền vị lai thập phương nhất thiết chư Phật Đà Gia Tôn. Nhất tâm đảnh lễ tam minh tử trí do Tây Phương Trung Quốc Bạch Mã Đại La Tu Đà La Liệu Nghĩa Chân Thừa Thập Nhị Bộ Chân Kinh Bi Điển. Quá hiền vị lai thập phương nhất thiết tôn pháp Đạt Mã Gia Tạng. Nhất tâm đảnh lễ tam minh tử trí ngũ nhãn lục thông phân thân ư thử độ tha vương ứng cúng tại nhân gian thiên thượng quá hiền vị lai thập phương nhất thiết chư hiền thánh tăng và gia chúng. Tây phương trần thế ngưỡng khấu địa tạng từ tôn quang giáng đạo tràng tiếp đệ hướng ấy hộ ma di đà phật hướng linh thinh kinh văn bồ tát hướng linh thích kinh văn bồ tát hướng linh thích kinh văn bồ tát ma ha tam phong tựu đạo tràng thỉnh pháp nghe kinh trai vô đại vị hướng linh lễ phật tam mê bởi lòng từ bi kiên đàn tỏ sống phóng giới đạo tràng mười phương hiện thành mấy bao kiến tượng chư Phật rõ biên tâm hương chi thành phạm thân các Phật tình thanh chứng minh hương nguyện phước
lành rơi ba. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Ma Ha Tăng Tâm Thế Tôn Mãi Trần Không Bờn. Thân của Ngài Vô Tận Phước Lành là từ bi cứu khổ độ sanh. Chúng con lễ bái chí thành quy y. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chí tâm quy mạng lễ ưu minh giao chủ Bổn Tôn. Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát Lời Đức Từ Bi Đại Giáo Chủ. Địa là dày chất tạng chưa đủ, cõi nước phương Nam nổi mây thơm rưỡi hương rưỡi hoa hoa vần vũ. Mây sinh mưa bao số vô lượng, lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường. Người trời bạch Phật nhân gì thế nhớ phần rằng Địa Tạng đến thiên đường. Chứ phần ba đời đồng khen chuồng, mười phương Bồ Tát chúng tinh đường. Nay con sẵn có thiện nhân duyên, người khen Địa Tạng đức vô lượng. Lòng từ do chứa hạnh lành, trải bao số kim đồ sánh cội nàng. Trong tay đã sẵn gây vàng, dòng ta cửa ngôn cứu toàn chúng sanh. Tay cầm chậu sáng tròn vinh, nào quảng soi khắp ba nghìn đại thiên. Diêm vương trước điện chẳng hiền, đại cao nghiêm cánh soi liền tội căn. Địa Tạng Bồ Tát tượng nhân chứng minh công đức của dân Diêm Phụ. Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát. Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát. Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát. Ma sâu trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, ở nay con gặp được xin trì tùng. Nguyện hiểu chân kinh nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát. Quán Tự Tại Thường Hành Trí Tuệ Bát Nhã Ba La Mật Sáng Ngời. Bây giờ Bồ Tát quán soi thấy rằng năm quán ba đời đều không vượt tất cả các vòng cổ anh. Hãy nghe này xa lời Phật ông. Sắc nào có khác gì không? Không nào khác sắc sắc không vốn đồng. Mà cả thô thượng tức hành chúng thế tành dân không các pháp viên thành. Thầy đều chẳng diệt chẳng sanh, chẳng nhớ chẳng sạch chẳng tấn giảm gì. Trong chân không chẳng hề có sắc, chẳng thọ tưởng hành thức trong không. Mắt tai mũi lưỡi ý thân, sắc thanh vì xúc pháp không còn công. Đến không ý thức không vô minh, hoặc hơn vô minh không điều già chết chúng sinh. Hết già hết chết thực tình cũng không mơ, không trí tuệ cũng không chứng đắc.
bởi có gì là chỗ đắm đâu ở mấy lô Bồ Tát dựa vào. Thì ba la mật thâm sâu thượng hành là mọi chướng ngại quanh mình tan biến. Mọi viên đều chẳng khiến hoàng kinh nơ xa lì mộng tượng đạo điên ở niết bàn rộn rào an nhiên thanh nhà bạc nhà ấy rõ ràng trí tuệ mà ba đời chư Phật nương vào chứng thành quả giác tối cao. Nên xem bác nhã thâm sâu đó là lời thần chú sâu xa bậc nhất. Lời chú thần rất mực quang minh, chú thần cao cả anh linh, là lời thần chú thực tình cao siêu. Trừ dừng được mỗi điều đau khổ, đúng như vậy muôn tòa không sai. Ngài bèn tuyển nói chú này để người trì niệm sáng bày chân tâm. Ca te ca te ba ra ca te ba ra sang ca te bồ đề xóa ca te ca te ba ra ca te ba ra sang ca te bồ đề xóa ca te ca te ba ra ca te ba ra sang ca te bồ đề xóa vạn sanh quyến định chẳng ngôn nam mô a di đà bà giờ ta giờ đa giờ đa di đà tha di đà thị di đà đa tăng đam bằng thị di đà đa thị ca lăng đề di đà đa cẩn đa giới ni a giờ na di đà ca lệ ta ba mô a di đà ba giờ đa na giờ đa giờ di đà di đà thị di đà đa tăng thị di đà đa cẩn đề di đà đa thị ca lăng đa giới ni a giờ na di đà ca lệ ta ba mô a di đà ba giờ ta giờ ta giờ địa ta di đô thị di đăng đăng thị di đai con đệ di đi đai con đã dời ni a giờ na di đà ca lệ ta ba quý mãn lệ a di đà phật ở phương tây thế giới an lành na hương linh ở nay phát nguyện vãng sanh cuối sinh đức từ bi tiếp độ nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư di đà phật nam mô a 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 di đà Đại bi quan thế âm bồ tát nam mô đại bi quan thế âm bồ tát nam mô đại thế chí bồ tát nam mô đại thế chí bồ tát nam mô đại thế chí bồ tát nam mô địa tạng vương bồ tát nam mô địa tạng vương bồ tát nam mô địa tạng vương bồ tát nam mô thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nam mô thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nam mô thanh tịnh đại hải chúng bồ tát tội mòn như đá mài dao phước lành thêm lớn càng cao càng dày cầu cho vong thoát biết ngày biết giờ biết khắc biết rầy tánh linh cầu cho tội khổ khỏi mình lòng không
triều mến chuyện tình của thế gian. Cầu cho thần thức được nhẹ nhàng ít như tiền định của họ bàn thuở xưa. Đại vàng Tây Phật bưng chờ các ông Bồ Tát bây giờ đứng trong rương phong tiền đà nên đông ở nồi trong giây phút thấy đồng về Tây. Xem trong cõi phần tồn thấy hoa sen đua nở tánh nay sạch trần. Hội này thấy Phật chân thân đằng nghe pháp nhiệm tinh thần sang trưng. Quyết tu độ chúng phàm nhân đủ lời thế nguyện Phật ấn rộng dày. Phật thề chân thì không sai, cầu về tịnh độ ai ai tính lòng. Nguyện về tịnh độ một nhà, hoa sen chính phẩm là cha mẹ mình. Nở hoa nở rồi biết tánh linh, các ngài Bồ Tát bạn lành coi vong tụng kính là anh tốt lành. Vô biên phước đức rằng dành chúng sanh, nguyện cho tất cả hàm linh thấy đều tỏ ngộ phẩm kinh diệu huyền. Nguyện điều ba chướng não phiền được nguồn trí tuệ phá xuyên vô minh. Nguyện trừ tội chướng điều linh hạnh lành Bồ Tát thượng tinh tấn làm. Nguyện sanh cõi tình siêu phàm, hoa sen chính phẩm là hoàng mẹ cha. Hoa nở thấy Phật hiện ra, vô sanh chứng ngộ bạn ta thanh hiền. Nguyện đem công đức hiện tiền, hướng về khắp cả các miền gần xa. Con và cha mẹ ông bà dùng sanh giác ngộ chán hòa pháp mơ thân. Nam mô A Di Đà Phật. Phục mê nguyện nơi cõi tình hoa sen bao vừa nở sẵn dành. Trong ao thất bảo nước bát công đức, trong ngần chảy quanh lầu vàng đài các thiếu gì. Bảy hàng cây bao một đàn về Tây. Hiện tiền cũng đôi Phật tiền toàn gia dương quyến phụng Phật thỉnh tăng thiết lễ kỳ siêu trợ tiên. Phụng vị hướng linh lão ông cô tinh lệ văn trừ sanh năm mây ký sửu. Hướng thọ trần thế 74 tuổi thuận theo lễ vô thượng ngày 23 tháng 6 năm Nhâm Dần. Nguyện hương linh sen chính phẩm về nơi phẩm thượng Phật mười phương giác ngộ đến cõi Tây Phương. Nghe kinh tính pháp thấy rõ nghiệp nhân tình trừ nghiệp chướng chuyển hóa linh thức tốc thoát mê độ siêu sinh tịnh độ. Thứ nguyện kỳ an toàn giả dương quyến đăng hiền thệ nguyên thị khang. Hiếu nam lê hoàng phương hiếu nữ lê thị phượng trang. Hiền tế đặng trung nhất ngoại tôn đặng trung dũng đặng trung hiếu. Hiệp ma toàn giả nam nữ lớn nhỏ thân tâm định tĩnh. Bốn mạng bình an thường được kiết tường xa lìa khổ ách âm dương đều lợi. Sanh tử được an thế xuất thế gian đều trọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn
đầu vẫn kinh nó dĩ mô hồi đệ vong đó hồn mang thân tự tại linh tự tại bồ tát linh tự tại bồ tát linh tự tại bồ tát ma hà tát vong linh an tâm tự tại quy ký linh tiền trái dấu kiền thiền đại vị hương linh lễ phật tam mi bảo ơi.